Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại các địa phương, chiều qua ngày 8 tháng 8, đoàn công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa và các cơ sở đóng mới cải hoán tàu cá, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh về công tác đăng kiểm. Hiện nay, Thanh Hóa có 750 phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến sông. Nhiều phương tiện đã hết hạn đăng kiểm nhưng chưa thể kiểm định do toàn tỉnh mới chỉ có 2 cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc đóng mới, sửa chữa, cải hoán, liên đà phương tiện thủy nội địa. Tại buổi làm việc, Sở Giao thông Vận tải đã kiến nghị đoàn công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho phép Thanh Hóa bổ sung đưa các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá đã được Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đánh giá công nhận đủ năng lực, đủ điều kiện tham gia thực hiện kiểm tra liên đà, kiểm tra định kỳ và sửa chữa, hoán cải phương tiện. Trên cơ sở rà soát, đối chiếu những quy định tại quy chuẩn 89 quốc gia về điều kiện cơ sở vật chất đơn vị đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa, đoàn công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hướng dẫn các cơ sở đóng mới cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về nâng cấp trang thiết bị hiện có, bổ sung một số điều kiện về kho bãi, nhà xưởng, chuyền đà cũng như quy trình công nghệ gia công thiết bị tàu thuyền theo đúng quy chuẩn, đảm bảo điều kiện năng lực tham gia sửa chữa, đóng mới, cải hoán tàu thuyền, sớm tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm trên địa bàn Thanh Hóa.